Câu hỏi của Đi Tìm Chân Lý. Thưa Thầy, gần đây con nghe thấy một số Phật tử tu theo Phật giáo Nguyên Thủy nói rằng phải tụng kinh bằng tiếng Pali thì Phật và chư thiên mới nghe thấy. Con thấy vô lý quá nên muốn Thầy kiến giải về vấn đề này. Văn hồi Phật giáo thì có hai văn hệ. Phật giáo Nam truyền ở các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó thì sử dụng chữ Pali. Thì chữ Pali đó là do chùa phái Phật giáo Tích Lan phổ biến mạnh. Thực ra không phải là ngôn ngữ được Đức Phật nói khi Ngài còn sống đâu. Còn Phật giáo Đại Thừa thì có văn hệ là Sanskrit. Và theo lịch sử, Đức Phật khi còn sống cũng không phải là người nói tiếng Sanskrit. Rất nhiều giả thuyết cho rằng là Đức Phật đã nói tiếng Magadhi, tức là tiếng Ma Kiệt Đà. Vì vào thời Đức Phật đó, thì Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang, và Ma Kiệt Đà đó được xem đó là trung tâm chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội quan trọng nhất lúc bấy giờ. Cho nên mặc dù Ma Kiệt Đà chưa thống nhất được 15 tiểu bang còn lại, nhưng mà cái ảnh hưởng của Ma Kiệt Đà đó nó lan rộng rất là lớn. Cho nên tiếng của Ma Kiệt Đà, tức là tiếng Magadhi, được xem là cái ngôn ngữ được nhiều nhà trí thức và thương gia ở các tiểu bang còn lại sử dụng. Cái giả thuyết đó là được phần lớn các học giả chấp nhận. Như vậy, dựa vào điều này đó, thì Đức Phật cũng không hề nói tiếng Pali, Đức Phật cũng không hề nói tiếng Sanskrit. Còn sự tranh biện về ngôn ngữ nào Đức Phật nói đó vẫn chưa được sự thống nhất lắm đâu. Cho nên nó cho rằng á, phải tụng kinh bằng tiếng Pali thì Phật mới nghe được, mới linh thiêng. Cũng như nhiều người đi theo Phật giáo Đại Thừa phải nói rằng là phải tụng kinh bằng tiếng Sanskrit thì Đức Phật mới nghe được, mới phù hộ, mới linh thiêng. Điều là hiểu sai. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Mục đích của việc đọc kinh là mở ra chân lý, tức là mở ra trí tuệ để hiểu được chân lý của Đức Phật dạy. Giống như những tấm bản đồ hay là những cái toa thuốc uống vào thì hết bệnh. Chứ đọc kinh không phải để cầu phúc, đọc kinh không phải để Phật nghe, đọc kinh không phải để cầu phúc với Phật, đọc kinh không phải là tính công. Cho nên đó, có một cái đoạn kinh ở trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật có dạy thế này: khi đến một nơi khác thì hãy nên sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của nơi đó để truyền bá chân lý của ta. Tức là Đức Phật khích lệ chúng ta là dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để truyền bá lời Phật, để chia sẻ lời Phật, để thực tập lời Phật. Nhưng rất tiếc đó, trải qua 2600 năm lịch sử thì Phật giáo Nam truyền đó trung thành với ngôn ngữ Pali. Nó có cái hay là dầu xuất thân ở đâu, tăng ni Phật tử, nhưng mà khi đọc những bài kinh phổ thông thì ai cũng thuộc và đọc giống nhau. Nhưng mà ngược lại đó, nó trở thành một cái rào cản làm cho người ta nếu không học qua tiếng Pali thì không hiểu được gì hết. Đang khi văn phạm Pali là cực kỳ khó. Nó khó như là tiếng Nga và tiếng Đức. Và tương tự, ai đọc kinh bằng tiếng Sanskrit hay là đọc kinh bằng âm Hán Việt, đang khi mình là người Việt Nam, thì cái cơ hội hiểu sâu được lời Phật đó là khó có thể được thực hiện. Do đó, chủ trương của Đức Phật là dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để hiểu Phật. Thì từ năm 1992, tôi đã tuyển tập và biên tập 49 bài kinh, xuất bản lần tiên vào năm 94, gọi là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày. Rồi đến năm 2013 thì Kinh Phật Cho Người Tại Gia và nhiều cái nghi thức khác như là Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật thiền về chuyển hóa, Kinh Phật căn bản, Kinh Phật cho người bắt đầu, nghi thức hội niệm cầu an, nghi thức hội niệm cầu siêu, đều là các nghi thức thuần Việt. Rồi với hy vọng á là giúp cho người Việt Nam á hiểu sâu được lời Phật dạy, tiếp cận một cách trực tiếp mà không cần phải sử dụng đến các bộ tịnh độ Phật học cũng có thể hiểu được một cách căn bản. Nếu như tất cả chúng ta đều nỗ lực làm như thế thì tôi tin rằng là Phật giáo sẽ được truyền bá rất nhanh. Tương tự đối với các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên như là tiếng Ê Đê, vân vân, thì
các tăng ni phải lên những địa điểm đó để giới thiệu lời Phật dạy bằng các ngôn ngữ đó thì đạo Phật mới lan rộng được. Chứ còn nếu chúng ta bảo thủ dựa vào cái sự linh thiêng, Phật nghe biết, Phật chứng biết, nên phải tụng bằng tiếng Pali, tiếng Sanskrit hay chữ Hán, thì chúng ta đang tự đóng bít cửa ngõ truyền bá chân lý của Đức Phật đối với mọi người. Cho nên tôi rất mong mọi người hãy cùng nỗ lực và chia sẻ các cái bản kinh thuần Việt. Tại Chùa Giác Ngộ thì mỗi năm trung bình nó ấn tống từ 500.000 quyển cho đến 1.500.000 quyển các nghi thức đọc tụng. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Tầng Trời Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3 quận 10 để nhận các kinh ấn tống, chia sẻ đến các chùa, tặng đến các bạn đồng tu để hiểu sâu lời Phật dạy. Và các ấn bản như tôi vừa nêu đó đều có dạng sách nói, tức là âm thanh. Các bạn chỉ cần gõ vào trong Google cái từ đó, tựa các bài kinh đó thì các bạn sẽ nghe được dạng âm thanh. Nói tóm lại là đừng nên đọc kinh để Đức Phật nghe và chứng biết, mà hãy đọc kinh bằng sự nghiền ngẫm chân lý để mở trí tuệ và áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn.